Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì mấy hôm trước mình đã làm về cái mod chỉnh sửa chỉ số của vũ khí. Thì hôm nay sẽ là đến cái mod chỉnh sửa chỉ số của quái anh em nhé. Của quái này. Ok, thì đây thì nó sẽ cho mình chỉnh sửa về máu của quái này. Đúng rồi, máu của quái sẽ tăng qua từng wave này. Speed của quái này, dam của quái này, dam của quái tăng qua từng wave này. Mature drop này, knockback của quái này, tức là mình đánh nó sẽ bị đẩy lùi như nào ấy. Còn cái này là cái có thể rơi được consume, có thể rơi quả được hay không. Cái này thì sẽ là drop item xung quanh để giết đi. Ok, trên cái này là drop quả nốt à, cái này tăng lên đi, tăng lên khoảng 5 quả đi, này tăng lên item à, 5 item đi. Tức là con này, tức là kiểu những cái chỉ số này thì mình sẽ đều phải điều chỉnh qua từng con một đấy. Ok, thế thì mình sẽ chỉnh một số con xong rồi trong đó chúng ta sẽ vào trận đấu anh em nhé. Ok, và sau một hồi chỉnh sửa tới lui thì mình đã chỉnh sửa xong rồi anh em ạ. Ôi trời ơi, mỏi hết cả tay bởi vì nó phải chỉnh sửa từng con một. Đây đây, mình chỉnh sửa từng con một rồi này đấy. Những cái chỗ nào mà xanh xanh là mình chỉnh hết rồi anh em nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với một trận đấu để thử xem quái nó sẽ trâu đến cái mức độ nào nhá. Nếu như mà muốn test xem mà quái nó trâu đến cái mức độ nào ấy thì chắc là nên chơi con Jack. Đây Jack đây, 75% dam đánh boss elite trừ cộng thêm 200% material drop trừ 75% quái. Ok, rất tiếc là không chơi được x2 Jack, chứ mình muốn chơi x2 Jack lắm đấy. Xem nào, chơi với con nào nữa nhở? Chơi thêm con nhiều quái này không, thêm 50% quái, 30% dam. Ok, thế thì cần phải lấy cái vũ khí nào nó thật khỏe. Vũ khí nào đó thật khỏe mà bắn phải nhanh một chút. À, chắc là chơi với đại sniper gun đi. Bởi vì sniper gun thì mình sẽ lấy cái 5000 range và 200% attack speed là dam nó sẽ cực kỳ to. Ok, đâu rồi, 5000 range và 200% attack speed. Đâu ý nhở? Đâu ý nhở? Đây. Dam sẽ cực kỳ to. Lấy thêm giáp không? Giáp. Đây, tăng giáp, tăng máu nữa không? Hay là lấy thêm cái tăng dam từ giáp. Đâu cái nào nhỉ? Cái này tăng attack speed từ giáp, có cái tăng dam từ giáp cơ. Có cái tăng dam từ giáp là cái nào nhỉ? Quên xứ mất nó là cái nào rồi. Đây, nhưng mà bị trừ mình né tránh. Kệ đi, không sao. Ok, thử combo item mình xem nó có đánh được không nào. Mà quái sẽ cực kỳ trâu ấy nhá. Ui dồi ôi. Anh em nhìn quái trâu chưa? Quái nó trâu vãi đạn ra luôn ấy. Quái siêu trâu nhá. Ui, nhưng mà mình chỉnh nó cho nó rơi lắm mà chưa đổ quá hay sao ấy. Nó rơi nhiều mà chưa đổ thế. Ồ, nó rơi nhiều mà chưa đổ thật ấy. Bỏ này. Cái này lấy được này, cái này bỏ này. Này bỏ này. Bỏ này, thêm quái, thêm speed quái à. Cái này thêm dam đi. Cái này lấy thêm dam đi. Cái này lấy thêm attack speed này. Cái này lấy thêm dam dài này. Cái này lấy thêm 10% attack speed nữa này. Cho khẩu súng này nó bắn nhanh hết sức có thể thôi nào. Đây, thêm cái khẩu súng bắn mắt này. Một khẩu này này. Ui, mình hình như mình chỉnh cái rơi material nó lên hơi quá tay thì phải. Nên là nó rơi hơi bị nhiều material. Không sao, kệ đi. Rồi, quay tiếp theo, quay 2. Thế này nó mới gọi là siêu quái chứ. Ui dồi, rơi lắm ở siêu rồ quá. Này không được. Rơi nhiều mà siêu rồ quá. Rơi nhiều mà siêu rồ vãi trưởng nha. Mà quái thật ít. Công nhận nó rơi nhiều mà siêu rồ thật đấy. Bị cái là hơi ít quái. Này phải chơi với lại con 300% quái mới vui này. Hay là quýt ra xong rồi chơi với lại con 300% quái nhỉ. Khả năng là mình sẽ quýt ra mình chơi với lại con 300% quái đi. Chứ này chơi nó ít quái quá. Hút máu này thêm 10 nữa này. Ok, chắc là mình sẽ quýt ra để mình chơi với lại con 300% quái đi. Ơi Jack nhỉ, kết hợp với lại con 300% quái hoặc là chơi với con bắn quả cũng được. Đâu rồi,
Đây đây đây, chơi một trong mấy con này này là được này. Chắc là sẽ chơi với con fire đi nhỉ. À nhưng con fire thì lại trừ đi 40% máu của quái. Chơi với con blade này thì không sử dụng được súng. Con này thì bị trừ dam, trừ attack speed. Cái này chơi được đấy. Ok ok, chơi này chơi được đấy. Con này trừ máu quái không sao, trừ máu một chút có máu quái không sao. Vũ khí dùng thì đương nhiên là vẫn là cái sniper gun rồi. Item thì vẫn là lấy cái 5000 range và 200% attack speed rồi. Cái xem nào. Lấy thêm cái tăng giáp này. Lấy thêm cái gì nữa đây? Tăng máu qua nhật quả đi. Ok, dùng combo đấy đi. Cân đơn giản thôi, cơ bản thôi. Ok, Legend 5. Đấy. Đấy, anh em bắn, anh em nhìn bắn này toàn nghìn đam một thôi. Mà quái nó gây đam rất là đau ấy nhá. Ui ôi, lên level nhiều vãi trưởng ha. Ôi ôi, quái nó cũng đông cơ. Này lấy được, cái này bỏ, cái này lấy được. Cái này roll lấy 500 dam đi. Cái này lấy 2 giáp, 500 attack speed, 800 dam. Thực ra dam mình chẳng cần lấy đâu, bởi dam mình dư sức bắn rồi. Giáp này, 500 attack speed này. Roll đi. Roll kiếm súng đi. 1 giây 6 dam. Cung này, cung dam to lắm. Mình phải chơi với lại mấy cái vũ khí mà nó vừa có dam từ range, vừa có dam từ dam cơ bản ấy, thì dam của mình nó sẽ to hơn. Thay vì cái việc là mình chỉ chơi mấy cái vũ khí mà nó chơi dam về ấy không, đúng không? Chơi với mấy cái đam kiểu mấy cái vũ khí mà kiểu vừa đam từ range vừa đam từ đam xa này ngon hơn. Ok, wave tiếp theo. Wave 2 này. Ui giời, bây giờ thì thôi. Bây giờ nó bắn cho thì thôi luôn. Ui giời. Ui giời, ui giời, ui, quái trâu thật nhưng mà vẫn đủ sức để bắn anh em ạ. Vẫn bắn tốt. Ui, lên cả đống level kìa. Ác hồn thế nhở. Lên cả đống level luôn, lên một cách không thương tiếc luôn ấy. 30 range, 9 tốc chạy, 800 dam, né tránh, 2 hút máu, 9 tốc chạy, 15 luck. Rồi, ok, thêm một cung nữa. Một cung nữa. Một cung nữa. Cung. Giờ kiếm cung xanh thôi. Cung trắng à, combine. Cung xanh. Cung trắng. Tiếp tục cái gì đây rồi? Combine cái này, lấy cái này. Ok. Đàm tỏa thế kìa. Nhưng mà quái trâu thật. Thực ra nó trâu thì nó không trâu được hơn bao nhiêu đâu. Nhưng mà cái việc là nó rơi mà solo nhiều hơn ấy thì là có nhá. Nhưng mà tí nữa lại đến boss cơ. Mình tăng chỉ số boss nó cũng khá đấy. Mà đây mới chỉ là quê 3, quê mấy thôi mà. Nhưng mà mình để cho cái rơi item này hơi nhiều thì phải. Khéo là phải chỉnh bớt xuống mới được. Chỉnh bớt xuống chứ không mà để rơi item nhiều quá. Ok, mình vừa chỉnh lại một số những cái chỉ số của mấy con quái, cho nó giảm bớt cái lượng item với cây ấy xuống. Chứ quả xuống chứ để mà nhiều thế thì nó bị nhiều item quá. Không bị mất thời gian nhặt ấy. À bị mất thời gian phải chọn item ấy, cho nên là thôi, bỏ bớt xuống. Ok, thêm này. Ok, wave 4 này. Bây giờ thì quái nó, đương nhiên là mình vừa chỉnh thêm cho nó trâu hơn một tí rồi. Nhưng mà sao vẫn rơi lắm quả thế vậy? Cảm giác nó vẫn rơi rất là lắm quả nhá.
Ôi nó vẫn rơi rất là lắm quả này. Rơi nhiều quả kinh khủng ấy. Mercurial thì không phải làm gì. Mercurial thì rơi nhiều hay rơi ít thì nó cũng thế thôi. Nhưng mà đam mình vẫn to quá nhở. Ok ok. Em bỏ. Thêm quái, thêm đam, thêm speed, thêm may mắn, thêm 3 đam dài. Rồi thêm 12 speed, thêm tầm nhặt, thêm cây, thêm này. Ok. Con muốn chỉnh thêm một số kiểu như là độ trâu của quái cho quái trâu hơn nữa không? Ô thêm quả trứng này, ngon. Đam may mắn. Chắc là giảm cái số lượng quả cái xuống thứ xuống chứ đang nhiều quả quá nhờ. Ok, cho mình sẽ giảm quả xuống đi. Rồi, ok. Mình vừa chỉnh lại một số cái chỉ số quái cho nó rơi đỡ nhiều bờ chơi rồi với các thứ rồi. Ok, và quay 5 này. Đấy, bây giờ thì quái chắc là nó sẽ trâu hơn. Và nó sẽ nhanh hơn đấy. Nó sẽ khỏe hơn. Đảm bảo luôn. Nhưng mà cái cung của mình bắn đam vẫn to quá. Cho nên là con này nó vẫn sẽ kiểu như là không thể đỡ được đâu. Nhưng mà sao vẫn lắm quả thế nhở? Sao vẫn lắm quả thế nhở? Hay là phải reset lại ta? Ôi, sau một hồi chỉnh tới chỉnh lui thì mình đã chỉnh xong mấy cái phần linh ta linh tinh cho quái và các thứ rồi. Đấy, bao nhiêu con, có bao nhiêu con quái là mình chỉnh hết rồi. Đều tăng đam với các thứ cho quái hết lên rồi. Đấy, mấy con này có tăng máu, tăng rất nhiều máu luôn. Như ví dụ như con này nhá, con quái cơ bản này, máu bình thường của nó có 3 thôi. Mình tăng lên thành 99. Bình thường qua mỗi wave nó sẽ tăng 2 máu. Thì mình cho tên là 22. Quá là nhiều luôn. Như con boss cuối cùng này, con boss của wave 20 này, 366.000 máu, ok chưa? Bình thường nó chỉ có 15.000 máu. Ấy, quá kinh khủng luôn. Ok, mình sẽ chơi test thử một trận đấu với lại con nào nhiều quái đi. Cho con nào nhiều quái nhất có thể đi. Con fire này nhiều quái này. Thêm một con gì cho nó kinh khủng nữa nhỉ? Chơi thêm con gì cho nó kinh khủng nữa đây ta? Mình đang nghĩ là chơi thêm con này chăm cho chín mạng. Con này ok. Con nào mình phải chuyên đam xa kiểu ấy, đam tí. Con nào nhìn đẹp đẹp tí. Ôi thế thôi, chơi xử nó con quả nó đi. Thế là được đúng không? Ừ, con này thì trừ đam của mình đi nữa này. Ok, trừ cho mình. Ok, được. Thử đây. Vũ khí sử dụng à? Sniper gun. Nhưng mà này bị trừ đi nhiều. Chơi với con quả thì bị trừ đi nhiều attack speed quá nên không được. Thế phải chơi với con khác rồi. Chơi với lại con chơi con nào bây giờ nhỉ? Chơi sờ con 12 tay à? Hay là chơi con tiết kiệm? Hay là chơi con tăng level được tăng đam? Cũng được, cũng là một gợi ý. Hay chơi với con tròn trịa đi. Ok. Hay thì chơi con tròn trịa đi. Chả có tính chất gì đặc biệt thế cũng được. Ok. Súng thì săn này 3 căn này. Item thì đương nhiên là sẽ lấy cái tăng giáp, tăng máu. Mình định lấy là cái item tăng 5.000 rain này để cho nó bắn nhiều đam hơn cơ. Nhưng mà tăng 5.000 rain thì nó sẽ nhiều nhiều gì quá, nhiều đam quá. Cho nên là thôi, mình sẽ lấy thêm cái hút máu rồi đi. Ok, được rồi. Thử xem nào. Nhưng mà không lấy cái tăng 5.000 rain thì làm sao mình có attack speed? Bởi vì cái đấy nó tăng 5.000 attack speed ý. Mình cần cái 5.000 attack speed của nó ấy. Quái trâu thế. Công nhận quái trâu thật. Mình đang cần cái tăng 5.000 attack speed cơ. À nhầm, cần cái attack speed cơ. Này vẫn không được. Chỉnh chưa lại. Thế thì vẫn phải lấy cái 5.000 attack speed để cho nó tăng cái tốc độ bắn. Chứ không thì không được. Bắt buộc phải lấy ấy. Bởi vì không có cái đấy thì mấy cái khẩu này bắn chậm lắm. Nhưng mà lấy cái này thì bị cái là nó sẽ tăng rất là nhiều đam. Thế thì mình sẽ chơi vũ khí không phải cái sniper gun nữa. Chơi của súng rồng đi. Nhưng mà súng rồng thì đam to. Đam vốn dĩ đã to rồi. Cái nào cũng được. Thế thì chơi xử nó mấy khẩu súng bình thường như vậy không?
Đây, chơi khẩu này đi. Đấy, chơi khẩu này là được chứ gì. River này được rồi. 5.000 rain. Item thì sẽ lấy tăng máu, tăng giáp. Rồi, quay 5. Đấy, chơi như này đi. Thế nào? Ô, không hiện nhân vật à? Lỗi rồi. Lỗi không hiện nhân vật. Không hiện nhân vật rồi, mất tính chất của nhân vật đấy. Nhưng này không được. Khẩu này thì sao? Ok, khẩu laser gun cũng được. Chơi khẩu laser gun cũng được. 5.000 rain attack speed này. Tăng máu, tăng giáp này. Rồi, thế thôi. Laser 5. Quái trâu lắm anh nhá. Quái trâu lắm. Quái trâu so với bình thường nhiều đấy. Đồng thế. Ok, đông chẳng qua là mình chưa có súng thôi. Bỏ cái này đi. 5% đam nữa này. Đam dài này. Roll để kiếm súng cái. Khẩu này này, 3 đam thôi à? Đam ít thế. Giữ lại khẩu này. Đi khẩu này. Ok, chơi full súng đi. Ui ôi. Ui khó vãi trưởng nha anh em ơi, đam béo quá. Đam béo quá. Ui đam béo quá. Ui cút luôn mà. Ui cút luôn. Ôi thế này thì lại không được. Này lại không được rồi. Lại phải chơi với lại khẩu sniper gun rồi, bắt buộc rồi. Này bắt buộc rồi. Không thể chơi khẩu khác được. Hay chơi cái cung nhỉ? Lâu lắm thì không chơi cái cung. Cung này cái nỏ chứ. Cái cung này sang chơi cái cung này này. Cung này đang xa thôi, cung này ok này. Được, kéo chơi cung đấy đấy. Súng này thì sao? Súng này thì tuyệt vời luôn. Được. Chơi với lại M4A1 đi. M4A1 5.000 rain. Tăng giáp, tăng máu, ok. Tầm này thì không sợ nữa luôn. Riêng mà đã chơi đến cái khẩu súng này thì không sợ luôn. Số nó rơi quả này. Quá nghe vẻ cũng trâu nhưng mà mình thì bắn thì lại nhanh quá. Quá như có 99 máu thôi mà. Không cần lấy đam nhá. Giờ là không cần cái đam luôn. Không cần lấy đam luôn ấy. Rồi. Chắc là để tí nữa đi. Tí nữa thì mình sẽ roll để kiếm khẩu SMG này xa nhầm khẩu M4A1 thì sau. Chứ bây giờ là gì có M4A1 đâu, đúng không? Ok, V2. Quái trâu lắm đấy. Thế mà mình bắn rồi thì vẫn như thế này. Nhưng mà chờ đến Elite Boss cơ thì mới biết nó như thế nào. Rồi, ok. Xong V2. Hai hòm, lấy thêm được cái này. Bỏ cái này đi. Cái này lấy speed. Cái này lấy chắc là vẫn lấy speed đi. Chạy cho nhanh chút. Hút máu. Này lấy chí mạng à. Được. Thêm một cái này này. Thêm một cái này này. Đáng ra mình phải lấy thêm may mắn ấy. Nhiều may mắn càng tốt. Năm mươi tám máu rồi này. Lên máu nhanh lắm. Nó quỳ 3 luôn. Ủa nhiều quả vãi trưởng nha. Sao mình đã giảm cái quả xuống còn 1% rơi quả rồi mà sao nó vẫn rơi nhiều quả thế nhở? Áo thật đấy. Ok, mua tiếp theo. Không cần mua đồ anh em nhá. Tầm này không cần mua đồ luôn. Rơi nhiều quả thế. Này ăn quả mỏi mồm luôn. Rơi nhiều quả này chơi với lại cái con Fruit thì lại hợp lý ấy chứ. Bởi vì con Fruit kia thì tăng attack speed qua việc ăn quả mà. Chơi con đấy là hợp lý đấy. Trận này thì lại
Quên này rơi lắm hòm thế. Máu, ba giáp, này, chí mạng. Ôi, quay tiếp theo. Không cần phải mua đồ. Đứng im luôn được. Tầm này, đứng im người. Trời ơi, quái cũng trâu đấy. Không dễ đâu. Tí nữa cơ, tí nữa nó bắt đầu nó mới tăng máu lên cơ. Đấy, anh em nhìn bắn không có, bắn không kịp không? Có con thì bắn hai phát mới chết đấy. Quái là siêu trâu ấy, đừng đùa nha. Úi xồi, bắn kìa. Bắn nó phải kinh khủng tởm thì nó mới chết ạ. 4 năm brain, 3 năm dài. Bắt đầu phải tăng đam rồi đấy. Không thể cứ giữ cái mức ấy được đâu. Giữ là dễ cút lắm. Khẩu này có thể bắn triệu hồi này. Ok, lấy thêm một khẩu bắn triệu hồi nữa. Rồi, vào quay tiếp theo. Trầu vãi trưởng là mấy con quái này. Cứ qua mỗi một quay nó lại tăng lên cả đống máu ấy. Sao nó không trâu được, đúng rồi. Nhiều quả quá, cơ bản nhiều quả quá. Nhiều quả vãi trưởng à. Ôi, có đống quả này. Đam may mắn này. May mắn mình đang ít. Lấy tí lấy sau. Ba giáp. Ok. Phải lấy thêm may mắn cơ thì tí nữa hên xui nó mới ra được cái khẩu mà mình cần. Khẩu mà 451S. 3.000 material. Này roll đến sáng mai. Thêm cái này. Ok, quê 7 này. Quái càng ngày càng trâu, thề. Không biết đến tầm quê mình mấy gì thì quái nó sẽ trâu được cái bước nào đây. Ba trăm phần trăm quái nó vẫn khác bọt nhỉ, đánh nó vẫn kinh khủng thật. Nhiều quả quá. Bỏ hết mấy cái hòm này đi, bắt đầu rơi lắm hòm lắm rồi đấy. Bắt đầu rơi cực kỳ nhiều hòm rồi đấy. May mắn vẫn đang ít quá nhở. Có gì lấy thêm để cho tăng thêm may mắn không? May mắn mà không có nhiều thì làm sao mà có thể nó có thể roll được mấy cái khẩu súng mình cần được. Đó chính là khẩu M4A1S. Quá nhở, không thấy nó ra ấy. Phải lấy thêm may mắn rồi. Bắn xa thế. Bắn xa mà lại còn nhanh đi. Bắt đầu có mấy cái con to to rồi. Con to to này thì siêu trâu đấy. Không dễ đâu. Nhưng mà vốn dĩ thì đam mình nó cũng to sẵn rồi. Nên là clear bọn này nó cũng đơn giản thôi. Tí nữa đánh thử boss với elite xem. Boss với elite mình tăng lên nhiều máu lắm. Nói chung là cũng trâu ấy. Nó cũng trâu ấy. Trâu ấy, nó rơi rất là nhiều quả luôn.
15 lắc này. Cái này lấy thêm mình muốn lấy thêm lắc nữa. Rain à, thôi 9 mạng này, 99 mạng được. Ồ, thêm đam già từ đam nguyên tố à. Cái này thì tăng 9 mạng từ đam dài. Được. Bách. Không ra thêm được may mắn nhở. Cần lắm may mắn luôn đấy. Thôi, vào quay tiếp theo. 19. 19 đông quái này. Giờ thì bắn full 9 mạng rồi. Bắn toàn 9 mạng luôn. bốn nghìn rưỡi mà chưa điều. Mà chơi đồ rơi thì nhiều, quả rơi cũng nhiều nữa mà. Quan trọng là phải cho quái nó trâu lên nữa ấy, bắn nó mới phê. Giờ mình bắn một phát vẫn chết được quái. Mà quái nó cũng trâu lắm rồi đấy chứ. Mình tăng gấp mấy chục lần máu cơ mà. Đâu phải vừa đâu. Lấy thêm cái này. Bỏ này đi. Bỏ hết mấy cái này đi. Này lấy thêm 30 rain. Né tránh. Hồi máu. Rồi, quay tiếp theo. Quay 10. Tầm này chỉ chờ elite nó ra xem mà đánh đấm như nào thôi. Chứ mấy con quái này mình nghĩ là đam mình vẫn thừa sức đánh nó mà. 900 đam. Mình khống chế đam, mình sẽ không cho đam nó tăng nữa nhá. Đợi lúc ra boss với elite đi. Ok, xong quay 10 này. Quay sau có elite chưa? Quay sau có elite chưa? Lắm hòm thế. Ít may mắn mà nó lắm hòm như này rồi, không biết nhiều may mắn thì nó còn ra lắm hòm như nào nữa. 1600 đam. 40% kinh nghiệm này. Vẫn chưa lấy thêm được cái khẩu súng M451 nào. À có ăn nhưng mà quên này không có nhiều, không quên. Quên này đáng ra là có nhiều quả nhờ có elite này, nhưng mà lại thành có nhiều quái ạ. Trầu đấy, nhào vô hết đây nào. Mấy con này mình tăng mặc dù tăng mấy chục lần máu ấy, nhưng mà máu cơ bản của nó yếu quá. Nên là tăng mấy chục lần thì nó cũng chỉ có đâu đấy một vài trăm máu được à. Khoảng hơn 100 máu một xíu thôi. Nên là mình bắn thì vẫn bắn tốt. Phải mấy con boss elite cơ, mình tăng lên nhiều hơn. Lắm quả thế. Nhìn cái cục material kìa, to thế nhở. Ui rồi lống quả nhặt kìa. Đơ đơ luôn ấy. Bỏ hết mấy cái này đi. SMG, à nhầm, minigun. Không, minigun cũng không cần. Tầm này cần là cần cái khẩu M451S thôi. Không ra rồi. Thôi, quay tiếp theo. Quay 12 à. Một quả trứng kìa. Quả trứng này nó sẽ spawn ra một cái con kia. Con này thì cầm gậy phép, đũa phép.
Giờ thì mình cứ đứng im thôi, chả cần phải di chuyển. Đứng im cũng được. Nhưng mà đứng im thì không nhặt được material. Thôi di chuyển một chút vậy. Lắm material thế. Thằng cục to đây. Rồi, ok, xong quê 12 này. Quê 13 có Elite không? Thử đánh con Elite xem nào, đam sẽ như nào đã. 12 vết tinh, 10 lắc, 14 nữa có Elite ạ. Ok, thế thì nhanh sang Elite thôi. Nào nó quê, ok. Sang nút quê này sang Elite thôi. Tăng mấy chục lần máu cho mấy con này rồi mà nó vẫn yếu nhở. Yếu vãi trưởng. Mình tưởng tăng mấy chục lần máu lên thì nó khỏe lắm. Ai dè tăng lên nó chỉ có hơn khoảng một vài trăm máu thôi. À không phải một vài trăm máu đâu. Cái khẩu súng lục của mình ấy, cái khẩu súng USB của mình ấy, nó bắn 153 đam. Mà bắn mấy con này nó phải 4 đến 5 phát nó mới chết. Chứng tỏ bọn này cũng gần nghìn máu rồi. Nhiều máu lắm rồi đấy. Để coi sao có Elite này mới test thử xem nó như nào nào. Ui dồi lắm quả. Lại còn lắm hòm nữa chứ. Người được cái lắm hòm thế. Ok. Nào, thử xem nào. Elite xem nào. Ui, Elite tốc biến à? Elite nhanh thế. Trâu thì không trâu lắm. Bắn mình vẫn bắn được nhưng mà sao nó nhanh thế nhở? Anh em có nhìn thấy là Elite tốc biến không? Con rơi nó tốc biến không? Nó tốc biến nhanh kinh khủng luôn ấy. Ù. Áo thật. Con Elite này vẫn yếu quá nhở. Chưa khỏe lắm. Mấy con quái đương nhiên là qua mũi quên nó sẽ được tăng máu rồi, không có làm gì. Nhưng mà con Elite vừa ra cái nó như kiểu tốc biến luôn ý. Nhanh, bay nhanh, dã man. Không còn chết cũng nhanh nữa. Mặc dù nó tăng khá nhiều máu cho nó rồi. Tăng thêm cho nó cũng phải hai mấy lần máu rồi ấy. Nhưng mà còn boss cơ. Còn boss mình tăng 15 máu. Còn boss mình tăng cho toàn đến 100.000 máu thì phải. Mình nhớ không nhầm. Thì nó phải là 100.000 máu đấy. 12 máu. Tăng thêm cái này đấy được. Tròn 200 máu luôn. Ok. Way tiếp theo. Nghìn đam. Khẩu mà bán được 1.000 đam là khẩu S. Mà khẩu M4 nó còn S đúng không? Chứ mấy khẩu kia thì là được 1.000 đam. Ăn quả liên tục luôn ạ. Rồi ok. Xong rồi quên này. Cái này bỏ đi. Này bỏ. 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 Bỏ nút. Bỏ nút. Bỏ nút. Bỏ nút. Bỏ nút. Item lắm quá. Cái này lấy 20 lắc. Cái này lấy 9 né tránh. 9 mạng. Tăng 2 tinh mỗi quay. Rôn được cái gì không nào? Chưa ra được khẩu 4-1S nhỉ? Lâu lắm phải đợi lâu lắm. 105 lắc thì đâu phải ít đâu. Thôi quên 16.
nốt quay này sang quay sau có con elite nữa, thử test thêm một con elite nữa xem như nào nào. Rồi sau đó mình sẽ đánh nốt một vài quay vào con boss. Con boss nó mới trâu. Boss thì mình nghĩ là trâu đấy. Mình tăng nó có hơi nhiều máu mà. Hai trăm hai mươi ba máu à. Rồi, ok. Lắm hỏm thế. Ghét mỗi cái gọi lắm hỏm thôi chứ còn. Ok đấy. Lắm hỏm quá. 12 máu, ok. Quay 17 elite này. Ui, con elite nó đúng là tốc biến luôn này. Ui, con elite nó tốc biến thật các bạn ạ. Elite tốc biến. Elite nó nhanh thật đi. Không biết tí nữa là boss thì sẽ như thế nào đây. Boss mà nó cũng nhanh như thế nữa thì cũng chịu ấy. Ui mấy con này giờ trâu thế nhở. Con này giờ trâu thế. Bắn phải 2-3 phát. Một lần dồn đạn nó mới chết này. Rồi xong quay 17 nữa này. Nốt thai quay nữa đi. Nốt thai quay nữa rồi vào đánh thử con boss xem như nào đi. Con boss nó mới gọi là lắm cái thú vị này. Thử xem nó sẽ như nào. 20 luck. Ok. Quay 18. Quái cũng trâu quái trưởng ra. Cần gì với boss. Bắn không xuể luôn. Còn đông nữa chứ. Bởi vì nó là 300% quái mà đâu phải là ít đâu. Rồi, xong quay 18. Nốt quay 19 anh em ơi. Nốt quay 19 thì xong quay 20 xem như nào. Ô, lá phượng hoàng này ngon. 15 lắc. À, quay 19. Nốt quay này đi. Nốt quay này xong quay 20. Rồi, ok. Sang quay 20 nào. Để xem là hai cái boss nó sẽ trâu đến mức nào nào. Ok. Với một con boss là 800.000 máu, với một con boss là 1 triệu máu, thì nó sẽ trâu đến cái mức nào này. Anh em này,
Wave 20 nhá. À, bắt đầu Wave 20 này. Chiến này, chiến này. Yo, yo, yo. Trâu. Ôi không phải nó trâu mà nó tốc biến. Nó đang tốc biến. Nó đang tốc biến. Ôi nó tốc biến. Nó tốc biến. Quá tốc biến. Ôi. Tốc biến này. Ôi. Nó tốc biến này. Ôi nhưng mà nó trâu dã man nhá. Mình bắn nó không xi nhê một tí gì luôn ấy. Anh em nhìn thấy chưa? 1 triệu máu. 1 triệu máu không xi nhê một tí gì. Ôi đúng rồi, 1 triệu máu khác. Khó bắn thật. Mình để 1 triệu máu vậy 800.000 máu. Ui anh em nhìn boss nó tốc biến kìa. Ui boss nó tốc biến kìa. Ui trời ơi. Kiểu này thì đỡ cho nổi. Đỡ kiểu gì? Mình cũng không bắn được cho nó ấy. Ui bắn được có tí máu của chúng nó kìa. Mà chúng nó tốc biến như này thì chịu rồi. Này đúng rồi, chỉ chờ đến hết hết quay thôi. Đúng, chỉ chờ đến hết quay để thắng quay 20 thôi. Chứ còn không thể thắng được cái việc giết con boss được. Boss trâu quá. Trâu mà lại còn biết tốc biến nữa chứ. Ấy, đi mất rồi. Đầu biến mất rồi. Vãi trường thật. Ôi đấy. Phải hết thời gian mới win được anh em ạ. Chứ còn để mà bắn được con boss 1 triệu máu với 800.000 máu thì mình chịu. Nhưng mà lại còn tốc biến nữa. Ôi ghê thật đấy. Công nhận ghê thật.